Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Đảm bảo tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng dụng đất năm 2019. Đức hy sinh xây dựng nghĩa tình Thanh Hóa, Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 3,1% so với bình quân cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng cao kỷ lục so với cùng kỳ của 3 năm qua. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 CPI đạt mức cao nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Theo các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 chịu nhiều áp lực hiện hữu từ tác động của dịch tả lợn châu Phi, dịch COVID-19. Các bộ ngành và địa phương chưa chủ động kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với nhau trong điều hành giá cả các mặt hàng. Để đạt được mục tiêu tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4% trong năm 2020, công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2020 cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường và các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu nhằm bình ổn giá cả thị trường. Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia khẳng định, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 721 về việc phê duyệt công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Cụ thể, diện tích rừng hiện có của tỉnh Thanh Hóa là gần 642.000 ha, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là 393.364 ha, diện tích có rừng trồng là 248.529 ha, diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn tỉnh là 593.527 ha, độ che phủ tương ứng là 53,40%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin kết quả hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn để các tổ chức cá nhân thống nhất sử dụng, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo luật lâm nghiệp. Số liệu hiện trạng rừng năm 2019 là cơ sở để lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và theo dõi diễn biến rừng cho năm tiếp theo. Nhờ sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lại có sự đôn đốc chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của ban chỉ đạo các cấp, nên công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa đang được đảm bảo theo tiến độ. Đến hết tháng 2 năm 2020, 100% xã phường thị trấn đã hoàn thành việc điều tra khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã và tổng hợp số liệu, lập các bảng biểu. Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, cấp xã là đơn vị cơ bản để thực hiện kiểm kê. Thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 167 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trong tỉnh đã tuyên truyền đến mọi tổ chức và cá nhân về mục đích và ý nghĩa của việc kiểm kê đất đai. Qua đó, có sự phối hợp tốt giữa người dân, tổ chức và đơn vị tư vấn trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan chuyên môn của cấp huyện đã có ý kiến chỉ đạo và các đồng chí đã quan tâm cùng với anh em cán bộ chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy ban dân xã, đặc biệt là công tác tuyên truyền đối với nhân dân trong quá trình tổ chức kiểm đếm quy hoạch, thì nói chung là tạo được cái thuận lợi là dưới sự đồng thuận của Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của cả địa phương, nên là công tác thực hiện thì cơ bản là thuận lợi. Đối tượng kiểm kê lần này gồm diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được nhà nước giao để quản lý, tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp, các ban quản lý, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Ngoài ra còn có đất của các khu cụm công nghiệp, diện tích bị sạt lở, bồi đắp và diện tích các đảo. Yêu cầu đặt ra là công tác tổ chức, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế sử dụng đất trên địa bàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ chính xác và đúng tiến độ thời gian. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay là cái biến động đất đai rất lớn. Hiện nay là thành phố là đã chỉ đạo, ban chỉ đạo các phòng ban liên quan, ủy ban nhân các phường xã để thực hiện phối hợp với đơn vị tư vấn để rà soát các cái loại đất. Thành phố sẽ phấn đấu để đảm bảo cái kế hoạch của ủy ban tỉnh là đến 15 tháng 3 là cấp xã sẽ xong và đến 15 tháng 4 thì thành phố sẽ có cái sản phẩm để giao nộp về ủy ban tỉnh. Theo kết quả kiểm tra tổng hợp báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường,
Đến nay, 559 trên 559 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc điều tra khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã. Công tác kiểm kê đất đai theo chuyên đề được tổ chức thực hiện đồng thời với kiểm kê cấp xã. Do đó, đã lập được các biểu và tờ khai kiểm kê chuyên đề, đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức thực hiện kiểm kê theo phương pháp gián tiếp kết hợp với điều tra trực tiếp tại các tổ chức. Trên cái cơ sở mà kiểm tra thì sở tiếp tục chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, ban chỉ đạo cấp huyện, rồi tổ công tác cấp xã tập trung rà soát toàn bộ cái khối lượng rồi các cái bản đồ khoanh đất mà đơn vị đã thực hiện chuyển lên đấy, để đảm bảo như thế nào trong cái kỳ kiểm kê lần này tất cả các số liệu đồng bộ và chính xác cùng với các ngành các cấp để thống nhất với số liệu kiểm kê, làm cái cơ sở để tất cả các tài liệu từ năm 2021 trở đi thì sử dụng các cái số liệu này để làm cho các công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong những năm tiếp theo. Mặc dù chịu ảnh hưởng của hai kỳ nghỉ Tết và dịch bệnh COVID-19 kéo dài, song công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ địa chính năm 2019 của tỉnh vẫn đảm bảo tiến độ. Đạt được kết quả này là do Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai cấp tỉnh đã tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình, đôn đốc giải quyết các khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Qua đó chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ địa chính đảm bảo thời gian và chất lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo về việc chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Quản lý các cảng cá đang tập trung rà soát, kiểm tra công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, bổ sung hoàn thiện quy trình xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định, kiểm tra tính xác thực thông tin của giấy phép khai thác thủy sản, an toàn kỹ thuật tàu cá, so sánh thông tin trong nhật ký khai thác với hành trình tàu cá được hệ thống giám sát hành trình ghi nhận đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Cùng với đó, Ban Quản lý các cảng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ tàu về cách ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo thủy sản theo đúng quy định, hướng dẫn các doanh nghiệp về cách khai báo thông tin khi cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng chiến tranh cho đến tận những năm sau này, nhiều câu chuyện xúc động về sự dũng cảm, kiên cường và đức hy sinh mà con em hai tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa, Quảng Nam dành cho nhau vẫn được lưu truyền như một sự nhắc nhớ về những năm tháng bom đạn ác liệt nhưng thắm đượm nghĩa tình của hai quê hương Thanh Quảng. Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình được mệnh danh là vùng đất thép của tỉnh Quảng Nam với 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng. Trong những năm bom đạn ác liệt, quân dân nơi đây kiên cường bám trụ đánh địch, quyết bẻ gãy chiến dịch bình định nông thôn vùng Đông Thăng Bình. Sở chỉ huy tiền phương của tỉnh đội Quảng Nam do đồng chí Trịnh Văn Bưởi, cán bộ Thanh Hóa được tăng cường vào giữ chức tham mưu trưởng thuộc tỉnh đội Quảng Nam, được đặt bí mật tại đây. Những người đồng chí đồng đội ở Bình Dương luôn tự hào khi nhắc đến những người con Thanh Hóa đã cùng sống chết để bám trụ, tổ chức nhiều trận đánh táo bạo năm xưa. Anh em về đây là gắn bó với dòng Dương này, cho nên trụ thường xuyên có mệt từ anh đất Bình Dương này, đi đâu đi cũng về lại Bình Dương này. Cái rồi là còn quét thì pháo phục với du kích chiến đấu, cho nên những có những trận chiến đấu là anh em bị thương là coi như má của anh em bộ đội và có bộ dân của Thanh Hóa có ở đây có đổ xương má trên đất Bình Dương này, thì lúc đó là rất là ác liệt, cho nên là chiến đấu đến cùng thì là Bình Dương được phong tặng danh hiệu anh hùng năm 1969 nhé, thì trang đó có cái phần đóng góp nhỏ bé của lực lượng vũ trang của Thanh Hóa. Quê hương Thăng Bình kiên trung bất khuất, đến hôm nay vẫn còn lưu truyền câu chuyện về cậu bé Bình Dương mới 10 tuổi nhưng vô cùng gan dạ, dũng cảm che chở bảo vệ cho cán bộ sở chỉ huy tiền phương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cậu bé Bình Dương giờ đã là trung tá công an Phan Đức Tám, nhưng ông vẫn nhớ như in câu chuyện đau thương năm xưa. Tại đây, vào ngày 15 tháng 6 năm 1970, địch tổ chức một trận càn quét lớn, cán bộ ta phải trú ẩn tại hai hầm bí mật trong vườn nhà ông Tám. Khi tìm kiếm, kẻ thù phát hiện và ném lựu đạn xuống một hầm làm hy sinh một chiến sĩ của ta. Chúng lùng sục khắp nơi vẫn không thấy căn hầm còn lại có hai cán bộ, trong đó có ông Trịnh Đăng Bưởi, nên bắt ông Tám tra tấn dã man, nhưng ông vẫn kiên quyết không khai để bảo toàn tính mạng cho cán bộ ta. Lúc này chú cũng nắc chịu bởi những quằn rất nhiều lần như vậy lên xuống, tôi vẫn trả lời với chúng là không thấy gì,
và nó lôi tôi ra cách hầm khoảng là 20 mét. Chúng dùng mọi thủ đoạn để đánh đập tôi, như cắt tay, mổ bụng, rồi đốt lửa, đổ nước, nhưng tôi vẫn một mực không khai. Trong lúc nó tra tấn như vậy thì tôi nghe một tiếng nổ lớn. Cái đoàn tôi nghĩ là chúng đã ném lưu đạn vào hầm làm chú đã hy sinh. Lúc này tôi cũng liệm đi, ngắt xỉu đi. Và bọn chúng cũng có lệnh rút lui. Sau này tôi được nghe kể lại là trong đó có chú Trịnh Đăng Bửu và một chú nào đó ở hầm bên an toàn. Tròn 45 năm sau chiến tranh, Hội An giờ đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng. Ngay tại nơi này, chiến sĩ đặc công Lê Văn Đa, người con quê Thạch Thành, Thanh Hóa, đã chiến đấu anh dũng kìm chân địch để cho đồng đội rút lui an toàn về hậu cứ trong một cuộc chiến không cân sức với kẻ thù vào mùa xuân năm 1969. Sự hy sinh của chiến sĩ Lê Văn Đa đã khắc sâu trong lòng quân dân tỉnh Quảng Nam một hình tượng về người Thanh Hóa kiên cường, quả cảm, không ngại hy sinh vì nghĩa lớn. 69 là dùng đặc công lậu. Mà cái trung đội, cái đội đặc công của đó là hướng dẫn. Cái bộ đội lậu lên thì tập trung đánh vào đây. Đánh từ dưới sông đánh lên, đánh đi địch. Hắn quẩn hồng đánh sơ lưng lên. Mà hắn nói là sống, cho nên không, mình không lên được, cho nên là mình phải dùng cái này đánh lên. Thì đánh lên nhé, mình lồn chủ đến ngày thứ năm. À, hút địch trở về đây, thôi chú hút địch trở về đây thì là để tạo điều kiện cho anh em mình rút luôn, cho bộ đội rút luôn, đưa thương binh, đưa liệt sĩ về. 60 năm đã trôi qua, nhưng những câu chuyện chiến trường chia lửa, hầm tổ chia cơm vẫn in đậm trong ký ức của những nhân chứng. Các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, xin gửi lời tri ân tới các bác, các anh, những con người đã đặt nền móng cho tình cảm keo sơn, ruột thịt, để sông Mã nối sông Thu, giọng Thanh hòa giọng Quảng. Những câu chuyện ấy sẽ là nguồn sống vĩnh hằng, nuôi dưỡng nghĩa tình Thanh Quảng, mãi mãi truyền cho con cháu muôn đời sau. Sáng qua ngày 3 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội chợ nông nghiệp và tuần lễ dưa xứ Thanh năm 2020. Hội chợ nông nghiệp và tuần lễ dưa xứ Thanh năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo tỉnh với quy mô 350 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, sản phẩm chương trình OCOP trong và ngoài tỉnh. Trong khuôn khổ hội chợ có 4 nội dung: tuyên truyền quảng bá hội chợ, lễ khai trương hội chợ và tuần lễ dưa xứ Thanh, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và hội nghị tổng kết bế mạc hội chợ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về việc chuẩn bị mặt bằng, không gian, cách bài trí gian hàng, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch truyền thông nhằm thu hút người dân đến tham quan, mua sắm tại hội chợ. Để hội chợ diễn ra thành công, các đơn vị địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, sản phẩm để tham gia. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ rơi vào tháng 7, là thời điểm tại nhiều địa phương trong cả nước có khả năng diễn ra hiện tượng thời tiết, thiên tai bất thường như nắng nóng, mưa lũ, sạt lở đất, đòi hỏi cần có những phương án chuẩn bị ứng phó tốt trong các khâu tổ chức kỳ thi. Từ kinh nghiệm thực tế trước đây, để chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết bất thường có thể xảy ra trong các ngày thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết để có phương án phối hợp với các lực lượng địa phương, nhất là công an, quân đội, ngành giao thông trong việc ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan. Các địa phương phải có phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi địa điểm tổ chức thi, đồng thời có phương án để học sinh đến trường thi và nơi cư trú an toàn trong thời gian thi, kiên quyết không để bất kỳ học sinh nào vì khó khăn mà không thể dự thi. Căn cứ công văn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới, Công ty Điện lực Thanh Hóa bắt đầu triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới trong hoạt động bán điện kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Điểm nổi bật của mẫu hóa đơn điện tử mới là có biểu đồ tình hình sử dụng điện, minh họa trực quan về sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng. Có thông tin so sánh bình quân sử dụng điện của mỗi khách hàng với các khách hàng khác trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện, qua đó nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Mã áp dụng QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt.
có tính kế thừa hóa đơn hiện hành để tạo sự gần gũi với khách hàng, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính. Thông tin trên hóa đơn, thông báo tiền điện minh bạch, đơn giản, dễ hiểu và cung cấp đầy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện, tổng đài, website, app chăm sóc khách hàng, Zalo. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức hội thảo dự án PPP, hình thức đầu tư hợp tác công tư và vai trò của Kiểm toán Nhà nước. Tại hội thảo này, một trong những vấn đề được quan tâm là làm thế nào để chặn lợi ích nhóm sân sau của các dự án hợp tác công tư. Báo Tiền Phong trích ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng: để nâng cao vai trò của luật và hiệu quả đầu tư của dự án PPP, để tránh sân sau lợi ích nhóm trong thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án PPP, cần có thêm vai trò Kiểm toán Nhà nước để đánh giá, xác nhận, kết luận, tách bạch rõ ràng cụ thể vốn của nhà nước và vốn của nhà đầu tư, cũng như kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Muốn vậy, cần có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng dài hạn nhiều rủi ro. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều nhất vì phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc. Hiện nay, các doanh nghiệp này đang nỗ lực tìm thêm đối tác cung ứng nguyên liệu trong nước và chấp nhận nhập khẩu nguyên liệu giá cao từ nước khác. Báo Pháp Luật cho biết. Theo ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 50% các doanh nghiệp trên địa bàn chỉ đảm bảo sản xuất đến giữa tháng 3, phần lớn còn lại là hết tháng 3. Một số đơn vị khai thác được nguyên liệu trong nước và từ các nước chưa bị dịch như Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ có thể duy trì được hoạt động, nhưng số này rất ít. Đây thực sự là giai đoạn khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, nhưng cũng là cơ hội để tái cấu trúc nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hiện nay, nhiều công ty đang tìm thêm đối tác cung ứng nguyên liệu trong nước cũng như từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Mục đích là để đề phòng trường hợp dịch bệnh kéo dài ở Trung Quốc thì cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến sản xuất. Trong khi đó, đối với ngành nông nghiệp, việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản cũng gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Nỗ lực tìm đường xuất khẩu nông sản cũng là vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp. Báo Kinh tế và Đô thị cho rằng: các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch lại vùng sản xuất, tránh tình trạng canh tác ồ ạt, đổ dồn vào một ngành dẫn đến dư thừa sản phẩm. Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ đã đi tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Mỹ và một số nước châu Á. Sắp tới sẽ tiếp tục làm việc với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại các nước để xúc tiến thương mại cho nông sản xuất khẩu. Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 vừa họp lần 2 và chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực. Thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet. Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một trong những hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, được thành lập từ năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình. Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Theo bài đăng trên báo Thanh niên, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản nhắc nhở tỉnh Hà Giang về việc chưa có phương án xử lý công trình panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Theo đó, Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xử lý công trình panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng để danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật. Hiện tại, khi chưa có phương án của Hà Giang, chủ đầu tư của công trình panorama ở Mã Pì Lèng vẫn mở cửa phục vụ khách. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định, số vụ tai nạn giao thông giảm, ý thức chấp hành của người dân được nâng lên. Thời gian vừa qua, tình trạng người dân vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, chở quá khổ quá tải, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Hoàng Hóa vẫn còn xảy ra.
Thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ, Công an huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành lập các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm chở quá tải, sử dụng bia rượu, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, Công an huyện Hoàng Hóa đã lập biên bản 213 trường hợp, phạt tiền 521 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 46 trường hợp, tạm giữ 118 phương tiện. Công an huyện Hoàng Hóa để tăng cường trong công tác xử lý nghị theo nghị định 100, chú trọng vào cái xử lý cái xe quá tải. Sau 2 tháng thực hiện thì Công an huyện Hoàng Hóa đã xử lý 13 trường hợp xe tải vi phạm về quá tải trên địa bàn. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện khi bị kiểm tra vẫn cố tình vòng vo, không xuất trình giấy tờ, không phối hợp với các lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp trên, tổ công tác vừa tuyên truyền và có biện pháp cứng rắn để các lái xe chấp hành quy định. Với sự ra quân đồng bộ quyết liệt trong xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, đến nay tình hình giao thông trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, số vụ tai nạn giao thông giảm so với năm ngoái. Khi nghị định vừa mới ra đời thì cái này cũng là cái bước rất khó khăn, bởi vì thứ nhất là cái sự nhận thức của người dân là rất lo lắng về cái mức xử phạt. Sau khi tiến hành bước vào thì cũng gặp một số cái trường hợp, ví dụ như là vi phạm thì có những cái tư tưởng, cái quan điểm và tìm cách để né tránh về cái vi phạm của mình, nhưng mà với trong trách nhiệm công việc của người ta tập trung và cương quyết để xử lý bằng được, thì sau đó thành một cái nền nếp cho một người dân và cái ý thức. Hiện tại đến bây giờ thì rất được nhiều người dân ủng hộ về cái phương pháp xử lý của mình về cái nồng độ cồn. Thời gian tới, Công an huyện Hoàng Hóa vẫn tăng cường lực lượng, phương tiện, siết chặt công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.